Sự đấy nè tặng ngọc nè. Lần này em miên video clip mùi trong bằng hai nhằm PK đầm lang nâng ad keyboard khám ái nâ lơ iOS 7.0 đọc 7.4. Đã xa ta iOS 7.0 nâng 7.4 cư vì miên rùm bằng chỗ nâ phone khám ái hơi chỉ sạch. Nhưng chẳng dương khoan là đầm lang keyboard hay nâng ad keyboard khám ái đầm bây ở dương ai vì bằng chỗ nâ sau khám ái bàn. Chúng ta bởi chiên cho đo ca đầm lãng khi bọt khám ái. Dù ta đã dưỡng miên Apple ID chỉ muốn sân. Đại sao tại clip muốn cư nhóm bàn bằng 2 nhóm quy cao bằng cao Apple ID hay chỉ sạch ở đôi chỉ sạch. Chúng ta bởi chiên cho dưỡng chấp đám đầm lãng khi bọt khám ái đang ngọt nhiên. Đi cư device bởi nhóm đại miên version 7.4 này. Ok. Chúng dương chấp đam thôi ca đầm lãng keyboard khám ai tặng ạc nha. Chúng dương chôl tặng can application store. Bật tỏ mò dương chất dục dịp search bật tông search. Hai dương vay bình chôl khám ai smart keyboard. Ok, mình nick my smart keyboard. Chúng ta chọn cho má. Hãy chọn cho bị install. Như đời xa ta nhóm cloud tầm lãng vì bật đóng. Chúng ta chọn cho nhà cloud hay nhà phụ cho khổng. Chúng ta bây giờ ở toàn cloud tầm lãng vì muốn tới vì chọn bị ghét. Ok, chọn cho bị má. Và về nếu chọn cho tiền mà mùi nơi càng lơ nâng cư vì đã giúp existing Apple ID. Nhưng mà này thay dương miền account Apple ID hả, nhưng còn là bình chôn username và password. Tại bởi cho toàn miền Apple ID thế, nhưng cho dục biệt create new Apple ID. Nhưng nhóm dục biệt càng lớn cư giúp existing Apple ID. Hay như vậy, ạ trẻ bỏ nhóm chôn. Và cho dục thế mà. Ok, đây xa ta device này cứ thấm mấy ở toàn chỗ là account Apple ID thế chẳng những tìm tiếp password làm tiếp. Và nó kê này dùng cho account nâng password với hai cứ về thuê chấp đàm ở install download nâng install. Ok, nó kê này cứ dùng install chắc install chop để chụp chạy hái. Nhưng đầm bây ai pra vi bàn device class nơi phê đầy dương đầm lãng một liếm cứ dương chỗ active vi nông sinh thính cứ ai pra bàn tận tay device class tiếp tiêm tiêu dương restart mùi hái tớ bần ai pra bàn. Nhưng dương chỗ tớ active vi sân chỗ tớ add vi sân đầm bây ai add vi bán dương chỗ tớ can sinh thính đọc mơ dục bị general hay dục bị keyboard hay dục keyboard mùi tiền. Chúng ta đoán này cứ dừng cho dự add new keyboard. Và dừng cho dự biết các đa chất vệ sinh là để dừng tự tệ đầm lãng một nữa. Ok. Và dừng cho dự biết mà cứ bởi sân chỉ dự toàn thích follow thế cứ dừng thích việc. Tại đây này cứ vì mình thích hãy. Chúng ta dừng chấp đoán với các tệ việc. Bởi sân chỉ việc đã dừng bởi trăm restart đi vài dừng thế. Ok, vì ở toàn nhìn lột trô thế. Nhưng chẳng dừng restart device mùi. Nhưng chẳng restart thằng ọc nhé. Ba, bần tốt bây giờ restart device hai. Cứ dừng chấp đàm tay mà đoàn tiết. Thả ta ca đầm lãng keyboard bao dương muốn nâng dịa đầm lãng ca ở nơi. Ok, dừng chất lưu sinh nhạc hành đầy má. Ok. Cứ dừng khơi anh ta chất vây xe lạc. Nhưng chẳng dừng chất lưu viên má. Là dừng xả mươi bên chỗ nó sọc mai mới ta bị đàn này. Ok, bạn này khá vì ta sọc mai hả, nhưng anh bị bình chỗ nữa là sọc mai bạn hả. Ok, chân ca đầm lãng keyboard khám ái hay nâng ca add keyboard khám ái cứ chọc tại bạn này. Chân xôm ọc quân xâm lập ca tu sân á video clip này. Xin không tha để tặng ọc nhiên, anh thưa bạn tặng ọc nhiên. Xôm ọc quân.